chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Hội nghị Fujitsu châu Á tại Hà Nội 2016. Đây là sự kiện thường niên mà Fujitsu tổ chức tại các nước châu Á, trong đó Việt Nam đang là năm thứ 3 tổ chức chương trình này. Nào, chúng ta hãy cùng xem sự kiện hôm nay có những gì nhé.人類の発展のためには IT関係のものが必要になってくるのではないかと思っております。また何があるかということを楽しみにしております。今回こういった機会でいろいろな日本での取り組みですね、聞かせていただいて非常に勉強になりました。 本当に tham gia hội thảo của Fujitsu thì tôi thấy đây là một cuộc hội thảo rất là hữu ích, bởi vì Fujitsu đã giới thiệu rất nhiều những cái công nghệ mới. Như hội thảo cũng đã khẳng định Fujitsu với công nghệ số của mình luôn lấy con người là trung tâm. Hội thảo cũng đưa ra một vấn đề rất là thời sự, đó là làm thế nào để bảo đảm an ninh, an toàn mạng. Hội thảo cũng đưa ra những cái giải pháp để mà bảo đảm an toàn cho trung tâm tích hợp dữ liệu, cho các cái máy chủ hoạt động tốt, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả kinh tế cao. 私ども富士通ベトナムは長年富士通が培ってまいりました経験、スキル、技術を通じましてベトナム社会の発展に貢献してまいりたいというふうに考えております。